Trương Phương Bắc gặp Nguyễn Thành An chuẩn bị nha. Nguyễn Trung Đức và Nguyễn Anh Lâm chuẩn bị. Nguyễn Thế An gặp Trương Phương Đăng lên đi nhờ. Trương Phương Đăng đâu nhờ? Đinh Phước gặp Nguyễn Anh Đông nhá. Hoàng Trung Đức nhầm nhá. Hoàng Trung Đức nhầm và người sau. Ông Thế Trường và Chí Quân chuẩn bị. Văn Văn Long Huỳnh gặp Nguyễn Văn Thái chuẩn bị. Tất cả thí sinh dưới 60 tuổi về gần phía khán đài nhá. Văn Văn Long Hồ Long Huỳnh gặp Nguyễn Văn Thái đấy nhỉ? Ra đứng ở đây quay. Trần Văn Sung gặp Nguyễn Văn Nam.
Rồi. Trận Văn Xung gặp Nguyễn Ngọc Nam nhá. Không chắc thế nào, không phải. Thằng cổ tay. Go! Go! Nguyễn Văn Được cầm vượt thằng Hào lên nha. Không phải. Nguyễn Văn Được cầm vượt thằng Hào. Không phải. Nguyễn Thế Hào Linh Bình hạng dưới 60 kg. Nguyễn Thế Hào Linh Bình hạng dưới 60 kg có mặt ở khu vực thi đấu nhỉ. Xuống đi, mời em xuống, áo vàng xuống hết. Bạn Hào không lên thì bạn Được đồng nào vào trong luôn nhá. Bạn Được đồng nào vào trong nhá. Bạn Hào bỏ thi đấu.